Sau đây là mình sẽ quay một số cái bức ảnh của cảnh đẹp của Linh Bình nhé. Chỗ này là khung cảnh của cầu Lim. Đây cầu Lim này. Cầu Lim. Toàn cảnh thành phố Linh Bình đấy. Cái kia là dọc xuống khu nào cũng chấm. Cái này là ở trong khu Tam Cốc này. Lễ hội Tam Cốc. Cái bức này là trên Bái Đính, chùa Bái Đính. Chùa Bái Đính. Chùa Bái Đính. Cái này là chỗ nào nhỉ? Cái này chỗ nào mình không biết được. À, cái này là chỗ Thung Nham. Đào Minh Tiến. Cái này là Tràng An. Tràng An. Đẹp quá. Tam Cốc. Cái này là nhà thờ đá nhé. Nhà thờ đá Triều Kim Sơn Ninh Bình Việt Nam. Ảnh Vũ Đức Phương. Nhà thờ đá. Còn bức này là Du Lịch Động Thiên Hà Nho Quan Ninh Bình Việt Nam. Cái này là chỗ Tràng An Di Sản Văn Hóa và Thiên Nhiên Thế Giới Ninh Bình Việt Nam. Đây. Bến Tràng An Di Sản Văn Hóa và Thiên Nhiên Thế Giới Ninh Bình Việt Nam. Tác phẩm Đào Minh Tiến. Cái này chắc bay bằng fly cao. Còn đây là Non Nước Tràng An. Non Nước Tràng An Di Sản Văn Hóa Thiên Nhiên Thế Giới. Cỏ bay luôn. Núi Mèo Cảo Vân Long kỷ lục Guinness thế giới. Núi Mèo. Siêu đẹp.
đây là toàn cảnh, phong cảnh khu Tràng An. Video của mình đến đây là tạm dừng nha.